Ôi bốc lửa luôn, bốc lửa luôn. Ôi đây đây. Để lên cái khăn đó Hùng. Anh đi vậy cái này nó phà vô người không nóng hả? Không, quen rồi đúng không? Hai. Đồ đồ này sao nó dâng cao dữ vậy anh? Hồ tiêu kìa. Rồi hết nha. Thanh niên Hùng đâu rồi? Thanh niên Hùng đâu mất tiêu rồi? Thôi thanh niên. Quán đông quá. Cho nên em phải lên cao mới quan sát được không gian quán từ bãi xe cho tới những cái chỗ ăn từ bên ngoài vô tới bên trong. Em có thể quay cho mọi người coi thử không? Này á. Đây là cả nhà. Võ Sư Lộc nè. Còn đây là không gian quán nha. Đó, rộng chưa? Bên ngoài quán, còn một bãi nữa. Quán tên gì nào? Quán này là quán Lẩu Cù Lao. Hello, chào mừng cô chú, anh chị và các bạn đã quay trở lại với channel của mình là Funny Hùng đây. Hôm nay mình đến số 410 đường Nguyễn Xí, bên quận Bình Thạnh nha. Các anh em quận Bình Thạnh hay điểm danh. Có một quán rất là nổi tiếng, hot ở trên mạng xã hội cả nhà. Cho nên mình giới thiệu cả nhà luôn. Thì cũng lâu mà mình chưa ăn món này. Món này cũng lạ, món Lẩu Cù Lao. Rồi giờ mình leo xuống cái. Xuống nào. Anh niên đứng trên cao giống như đứng trên cù lao cả nhà, quan sát được hết cách vào ra này kia để điều mình, nhân viên ha. Đây giờ mình sẽ vào bên trong để mình phỏng vấn bên quán nha. Cái món này thì mình nghĩ chắc là sẽ không cần phải ăn tô của mình đâu cả nhà ơi. Tại vì đặc trưng của nó là phải ăn trong cái lẩu đó mới ngon. Dạ dạ. Wow, không gian quán rất là rộng và đây là không gian bếp nè cả nhà ơi. Không nói chứ bếp ở trong đây là vẫn còn nè. To lắm. Anh chào em. Dạ rồi em chào ạ. Lẩu Cù Lao là hoạt động được bao nhiêu năm rồi? Dạ quán em hoạt động được gần 2 năm rồi. 2 năm? Dạ rồi gần 2 năm rồi. Rồi thì bên mình là bán từ mấy giờ đến mấy giờ em? Dạ bên mình bán từ 4 giờ chiều cho tới 10 giờ tối. Bán vào chiều. Và đây là anh thấy những cái nồi lẩu Cù Lao đúng không em? Lẩu Cù Lao tại nó có một cái cái cục ở giữa ấy, như là một giữa. Cái Cù Lao anh. Anh Lộc ơi, anh đứng che hết trơn anh Lộc. Thì bên mình á là sẽ có những cái loại lẩu nào vậy em? Dạ bên em thì có 3 loại lẩu, lẩu mắm, lẩu Thái với lẩu Cù Lao. Thì một lẩu của mình là 159.000. Từ ăn được từ 2 đến 3 người ăn. Đây là cái menu nè cả nhà ơi. Lẩu Cù Lao, lẩu mắm 159k. Ui cái lẩu này là lẩu gì mà nhiều dữ. Để cho cả nhà coi bên trong nha. Có các loại rau nữa nè. Nhiều loại rau lắm. Lẩu Thái. Rồi đây là lẩu Cù Lao. Đó, nói chung là có 3 loại á, lẩu mắm, lẩu Cù Lao và lẩu Thái. Bên đây là còn có những cái món ăn tráng miệng nè, ăn món ăn nhẹ. Menu chỉ có một cái vậy thôi. Đằng sau còn có đồ ăn thêm. Tôm 30, cá 30, bò 45. Anh thấy là mình có món lòng phèo đúng không em? Có. Dạ, cái đó là topping của lẩu Cù Lao anh. Có topping của lẩu Cù Lao. Dạ, lẩu Cù Lao là lẩu của lẩu nước ngọt anh. Gồm tôm, có tôm nè, có thịt heo, tim gan mề, bao tử heo. Dạ. Đó là một cái phần đó là 159. Dạ 159.000 dành cho 2 đến 3 người ăn. Chắc mình vào trong đây để anh quay thử những cái nồi lẩu này thôi. Dạ. Nhìn hấp dẫn quá, đổ lên đẹp lắm cả nhà. Ở đây là mình sử dụng than củi không em? Dạ đúng rồi. Sẽ có những cái bếp này để thổi cho than nó mau cháy nè. Dạ. Cái phần này mình sẽ ăn kèm với bún hay dạ, gì? Dạ phần này mình sẽ có một phần rau. Nếu là lẩu mắm thì sẽ có rau riêng của lẩu mắm, còn lẩu Thái thì rau riêng với lẩu Thái. Ok. Còn cái món còn... bún với mì hả ta? Dạ có một phần bún với một phần hải sản gồm bò, tôm với mực. Ở đây là mình chỉ là nước lèo thôi đúng không em? Chưa có cái đồ ăn. Dạ ở trong đây thì mình sẽ có phần cá với rau rồi niêm trong nước trong lẩu anh. Rồi với phần nước lẩu. Rồi ra mình sẽ bỏ topping vô, bỏ topping với rau của lẩu vô thôi. Lẩu ngoài bàn, cái đó là lẩu ngoài bàn. Cái đó để ngoài bàn thâm nóng lên thôi. Dạ. Dạ. Thì những cái đồ ăn đó là mình để ở bên trong kia hả em? Dạ đúng rồi. Phần ăn mình sẽ để trong ở trong để chuẩn bị. Chắc anh quay cái đồ ăn nó được không? Dạ được. Ok. Vậy rồi bên đây là phần hải sản á. Đây là những cái phần hải sản nè cả nhà. Cho anh coi thử đi.
Để rồi một phần hải sản của mình là có một phần bò, một chiếc phần tôm. Mực với tôm, dạ. Ok. Một dĩa này 60k. À nếu mà mình gọi thêm. Dạ, nếu gọi thêm sẽ là chỉ đó giá là 60k. Rồi thôi, nói chung anh thấy cái phần lẩu mình rồi. Bây giờ chắc anh sẽ gọi em hai nồi đi. Dạ rồi. Em lấy cho anh một nồi lẩu lẩu cù lao đúng không anh? Lẩu cù lao. Dạ rồi, ok. Với lại một phần lẩu gì nữa ta? Lẩu thái đi. Dạ rồi, một phần lẩu cù lao, một phần lẩu thái. Em làm rồi em mang ra bàn cho anh nha. Dạ rồi. Rồi, cảm ơn anh lấy bàn đấy. Rồi, rồi. A few minutes later. Ồ, món gì đây em ơi? À, ô, anh gọi thêm hả? Đâu có đâu. À, Diệu mời hả? Đó. Mình đâu có gì làm gọi thêm. Bạn này là có xem kênh nè cả nhà. Bạn có xem kênh nè. Ờ, ăn được mấy tô? Ôi ôi, ghê thiệt. Ôi, bốc lửa luôn, bốc lửa luôn. Ôi, đây, đây. Để lên cái khăn đó Hùng. Đây. Anh đi vậy cái này nó phà cho người không nóng hả? Không, quen rồi đúng không? Wow. Nay mình sẽ ăn hai nồi nha cả nhà. Cái này lẩu gì? Cái này là lẩu mắm hả? Một không, em hỏi là lẩu mắm. Lẩu mắm sao hấp nước? Em ăn lẩu thái với lại lẩu cù lao. Lẩu cù lao với lẩu thái. Oh, không phải. Hai. Bộ nồi này sao nó dâng cao dữ vậy anh? Cái này là có đồ ăn bên trong luôn đúng không? Oh. Wow. Ôi cha. Hấp dẫn quá Hùng ơi. Anh, cái nước sôi rồi. Thì phải cho vào thôi. Sửa đi. Cái này em biết để làm gì đúng không? Để làm cái gì? Để cho dưỡng dưỡng cái nhiệt đúng không? Để miếng bò nào mình không thích ăn nhúng lẩu á, mình để lên mình nướng. Là để sát vô đây á. Để lên cái cò này luôn. Đó, ui thì có gì vậy, cái gì đó kìa. Wow, bò, tôm. Đấy. Bạch tuộc. Trời đã quá. Đây là món mình thấy cũng lạ nhưng mà nếu mà ngồi ăn cùng với bạn bè thì cũng vui lắm á. Ấm cúng lắm á. Đây nè, đây giống như là những người bạn. Cho rau vào, quay cho rau vào. Quay quanh cái bếp hồng. Còn bên đây nữa này. Ôi bên đây nữa. Cái này là gì? Tỏi phi. Này là lò nồi lẩu cù lao á. Nồi lẩu này là lẩu đặc biệt của quán á cả nhà. Lẩu này thì anh nghĩ là nước trong á. Nè có phèo nữa nè. Ồ, đặc biệt ha. Có gì nữa không? Nè, thịt. Này bao tử nè cả nhà. Rồi. Đấy, chỉ nhìn từ xa là mình biết rồi. Thịt chấm thịt nhát thôi. Trời ơi. Tôm ở đây thì chín rồi nha. Ui trời, bốc khói Lộc ơi. Mà ngồi ở đây mát nữa ha, gió thổi trời. Ăn cái nồi này gần sông á. Không khí mà lạnh lạnh giống như Đà Lạt thì quá đã rồi cả nhà. Ôi, món mình yêu thích nè. Nên mình phải ăn luôn thôi. Còn nóng hổi. Wow, còn gì nữa đâu mà không bơi sâu. Đấy, bò này chưa chín lắm, cho lại. Bò tái không mới ngon. Thôi niên, tái. Trời. Còn nữa, còn một miếng cá nữa. Ôi trời ơi, trời ơi. Mình tuột. Lẹ đi, lẹ đi. Đây còn một bánh cá nữa nè cả nhà. Ôi, một cái lớp mỡ của nó. Cho vô đây, lấy cái này ra. Rồi, dứt nha cả nhà ơi. Ok. Giờ là ăn luôn á. Trời ơi. Gan á. Gì nữa? Có cật không? Có nấm bào ngư. Có tim nữa nè. Có tim cả nhà. Phải tim. Ê, không? Mà, đúng rồi, có tim nữa. Mà ở đây á, cái lẩu cù lao này giống giống như là ở dưới quê vậy em. Ở dưới quê hồi nhỏ anh đi ăn đám giỗ á. À. Thường là sẽ có những cái topping loại này nè. Và lẩu cù lao nó cũng bự bự vậy nè. Ôm lại kỷ niệm tuổi thơ nè. Anh đâu biết tại sao em làm vậy không? Cho nó nguội. Đúng rồi. Cái này mình phải ăn vậy mới được cả nhà. Chứ không là lâu lắm. Thôi lấy bún ra nha. Đây, không gian quán nè cả nhà ơi. Đấy. Hấp dẫn chưa? Các anh em ơi. Ôi, bún ở đây một phần quá trời luôn cả nhà. Mà kiểu họ cũng cắt ra từng miếng nè. Để mình dễ lấy á. Thấy không? Nè. Đó. Trang vô. Clip hôm nay thì cũng cái cách quay nó cũng hơi mới lạ xíu đúng không cả nhà? Nên cả nhà hãy đóng góp thêm những ý tưởng để anh em mình ra clip mới lạ hơn nha. 3, 2, 1, bắt đầu. Mời cả nhà nha. Mình sẽ review cái này trong lúc Hùng ăn nha. Đây là phần gỏi ngói sen. Nó hơi nóng quá. Đây là phần bì cuốn.
Đúng là có vị chua cay của lẩu Thái rồi. Chấm vô. Ở đây mình thấy không gian ngồi á, bàn các bạn á cả nhà cũng tách tách xa nhau ra nên cũng rất là an toàn. Xui thì chịu thôi chứ biết sao giờ. Chung là nên ăn mà nó xui vậy. Gì? Chấm vô. Em hiểu ý anh là gì không? Cái gì? Anh nói xui thì chịu thôi biết sao giờ, em hiểu ý anh là sao? Mà dính cũng biết. Không. Cái gì? Đây là quán rất là nhiều bạn trẻ đi tới, là nhiều khi là có những bạn là đang có những cà rốt đó Hùng, tự nhiên vô quán này ăn thấy cà rốt ngồi kế bên, xui thì chịu thôi. Tự nhiên thấy cà rốt đi với người khác đó đúng không? Cà rốt còn đỡ, nhiều khi thấy bồ mình đau. Thôi anh Lộc đừng nói đến nữa, anh nói đến như vậy á thì các bạn sẽ không tập trung vào món ăn mà cứ khỏi có khách vô là nhìn vô xa xa không á. Ôi xe đông cơ Hùng. Wow, quá hấp dẫn luôn. À, chính vì hấp dẫn đó nên mình phải thử một miếng mì cuốn cho cả nhà nha. Cái mắm rất là sánh. Cái đó là gỏi cuốn hả anh? Mì cuốn. Ồ, lạ vậy. Wow, cái này em biết ăn như thế nào rồi. Anh trai. Anh trai ơi, bên mình có cái tô bự bự không? Anh cho một cái tô, anh đừng lèo để lát em húp một cục luôn. Dạ. Yeah. Cảm ơn anh nha. À. Đây. Hả? Review. Anh ăn đi. Anh ăn rồi. Anh cho review đi. Em thay nồi á, anh đi. Thử miếng chợ có miếng gì nhiều đâu. Một miếng có bao nhiêu đâu. Ồ, bé à, bé xinh xinh. Bé xinh xinh nè. Ồ. Chấm ngon quá. Có sệt nè. Thôi. Cho nó phải chấm cái này nè. Cái gì vậy? À đây. Rồi dứt đi. Anh ăn cái này em thấy bên trong nó có cái thính gì mà nâu đúng không? Đúng rồi, đó là bì mà. Bì giống như bì cơm tắm vậy á. Đúng rồi đó. Nên người ta mới gọi là bì cuốn. Đây. Chấm cái này mới đúng. Mời ông bà cô chú và quan viên hai họ. Đây tới cá nè anh Lộc. Cá anh chịu khó đi vào giữa giùm em nha. Nó nặng quá. Nó nặng lại. Con cá kiếm cho miếng cá. Đây. Con cá này nó không tập thể dục cả nhà ơi nên mỡ nó nhiều quá. Mà người ăn rất thích điều này. Trời ơi lớp mỡ nó béo quá. Đã không? Đã. Nó lòng nè. Nó không cái lớp mỡ nó nè. Thôi lỡ rồi giúp luôn. Sao? Ngon quá cả nhà ơi. Rồi mình thấy á, một phần 159.000 rất là chất lượng luôn á. Trong đây nè, nè vẫn còn một khoanh cá hú nữa. Thấy không? Đó. Được rồi. Ở đây có thêm lẩu mắm nữa nha cả nhà nhớ nha. Nếu mà cái nào fan, bạn nào fan lẩu mắm thì chúng ta hãy tìm tới đây ủng hộ nha. Lẩu mắm nữa, đúng rồi, nhưng mà kiểu như mình ăn lẩu mắm thì sợ mình sẽ không hấp hết nước á. Đây, bỏ sữa lọc rồi. Anh phải ăn cái miếng cá hú này thôi. Nó rất là béo, béo bở. Chan nước mắm chưa? À. Em chấm cá rồi. Chấm rồi đúng không? Trời ơi. Nhìn cái miếng cá béo ú à. Trời. Cái này á, cái nồi nó nóng kiểu mà không phải là quá nóng cái nhà. Kiểu mà nó riu thôi. Cho nên nó không tới nỗi khét đâu. Quên Hùng ăn tôm là mình cũng thèm quá. Rồi phải review món này thôi. Rồi. Đây cả nhà. Cái này hình như có tai heo nữa. Đây. Sao? Em nhìn làm biết liền. Tai heo ở bên đây nè. Đây. Ôi Hùng ơi. Ớt hay gì vậy? Ớt. Ta heo là cả nhà. Đúng rồi, ta heo á. Đây. Tiếp tục nào. Đây thì mình sẽ ăn với cái này cả nhà. Nhìn những món ăn trên bàn. Nhìn giống mình đi đám giỗ quá Hùng ơi. Món này là thuộc về miền Tây rồi. Đúng rồi. Ở Cù Lao. Múc vô cho nó nguội nè cả nhà.
Ôi vẫn còn mực ở dưới. Bò nữa, bò đấy, bò. Phân Hùng ơi, dạ Phân Hùng có thấy điều gì đặc biệt ở đây không? Ở đây là quán kiểu như là không gian ở đây giống như là một cái bãi giữ xe vậy đó, được trang trí lại ở Phân Hùng, và trên đây có thể kéo mở những cái bạt ra nè cả nhà. Nên vào những cái hôm mà không có mưa á, kéo mở bạt ra nó sẽ làm cho cái không gian rất là thoáng, mà nấu với những cái than mấy cái lửa này nè cả nhà, không gian thoáng thì nó sẽ giúp cho cái hơi á, mùi hương nó lan tỏa đi rất là nhanh, khiến cho từ ở phía đầu đường không là bị cuốn vào liền. Hồi nãy lúc mà mình đi vào đây á, mình thấy cái không gian quán đằng trước, cái suy nghĩ là chắc là nó nhiều đó thôi, mà không, ở nhà vào bên trong á còn rộng hơn ngoài nữa, quá bự. Ngon quá anh, gian đá anh nói nè. Gian đá. Thêm miếng rau luôn. Nè các bạn nữ nha, các bạn nữ từ 18 tới 22 nha. Ngắm bằng luôn. Đang lẩu cù lao mình sẽ xen kẽ một miếng lẩu thái vào. Cá hủ. Anh Niên, cái này giống như lẩu ba vậy, cái này là lẩu con, hai lẩu nữa nữa. Đây là ông nội, ông nội ngồi giữa. Đây cũng tìm, cái này mình phải ăn nhanh Lộc ơi. Bên đây nó bắt đầu nó mình sát gấp nước rồi nè Hùng. Mình đang gấp tim bên trong thì mình thấy một thằng phèo. Hùng ơi, thôi miếng phèo đây cắt nè. Em đã mời anh lẩu thái rồi. Hả? Em đã mời anh lẩu thái rồi, lỡ rồi mời luôn lẩu cù lao đi. Okay. Em mời anh miếng phèo luôn á. Cái tô chắc nằm ngoài xe buồn lắm ha. Tô nói hôm nay mình bỏ rơi rồi Dĩ ơi. Hôm nay mình bỏ rơi rồi, bị Phân Hùng bỏ rơi rồi. Nhưng tô ơi yên tâm, chúc anh sẽ cứu em ra Dĩ ơi. Chúc anh sẽ chiếu cố em. Sẽ kiểu như là gì ta? Gì ta? Thì tẩm. Đúng rồi, thì tẩm em. Rồi cho anh đủ món bao tử rồi tim luôn nè. Anh review giùm em nha. Phèo rồi nè. Đó. Trong đó ớt không? Có ớt không? Ớt sắc không? Không có. Trong lúc đó em sẽ tranh thủ giúp cái này. Wow, hấp dẫn cho cả nhà. Trời ơi, một trong những điểm khiến lẩu cù lao nó ngon hơn lẩu thường cả nhà là nó sẽ giữ được cái độ nóng, mà độ nóng nó không phải là nó nóng hổn, nó nóng liu riu cứ một nhiệt độ thôi. Hồi nãy lúc mà anh Lộc anh quay á, mình ngồi mình thổi cả nhà, nhưng mình thấy nó rất là vô nghĩa, sao thổi được. Ôi đồ ăn quá trời luôn nè. Mấy anh mà làm than á, mang có cái đồ thổi Hùng, cái đồ thổi đó rất là mạnh luôn á, thổi vô một cái là sẽ phật lửa lên liền. Thổi này nói chứ trời lạnh lạnh ha, ngồi ăn nghề vừa ăn vừa sưởi ấm luôn. Các cặp tình nhân đâu, các cặp đôi ơi, còn chờ gì nữa. Nhân ta cặp tình nhân thì nãy giờ cả nhà cũng đã thấy được đó, rất là nhiều bạn trẻ có thể đi theo cặp, có thể đi theo nhóm, và có thể đi theo gia đình để có thể trải nghiệm những món ăn ở đây. Ủa cái này là ngò rí á ta? Đúng rồi. Ở đây con cũng có phổi nữa, nhưng mà phổi thì mình không thích ăn cho lắm. Mấy con heo này không biết có hút thuốc không, phổi đen vậy. Chắc là nấu á, mình để ở trên không khí nhiều á, nó bị sạm lại không? Tôm con nhỏ đây mà anh cứ nghe mùi lẩu mắm bên kia bốc qua thơm ghê luôn. Đúng rồi. Nói tới lẩu mắm thì Phân Hằng ơi, Phân Hằng có thích những cái lẩu cù lao này không? Bữa nào bỏ xe lập trở đi. Thế làm sao mà ạ? Bỏ xe im nhở? Gì? Xe im nhở? Anh biết một quán lẩu mắm á, mà anh giới thiệu Hùng rồi á, ở Điện Biên Phủ gần trường đại học Hồng Bàng, anh đi Hằng rất là hay ăn ở đó. Nhưng mà ở đây gần hơn một chút Hằng, em có thể đi với người thân, hoặc là nếu không ai đi chung thì có thể đi với anh ở đây được. Thì đấy, nói chứ mình nói vậy thôi, chứ các bạn nữ từ 18 tới 22 mình sẵn sàng mà, các bạn cứ inbox đi. Các bạn nam thì inbox Hùng nha. Anh muốn anh vô giữa nồi cù lao này anh ngồi không? Rồi thôi mình dứt bên đây, múc ra để cho nó nguội á cả nhà. Trời ơi, miếng gan nè. Gan này nè. Trời ơi, phổi. Phổi nãy không? Ăn mà kiểu như mình nói chân thật đó cả nhà.
mấy bé cuốn nó ăn vào lòng đó, rất là mượt luôn. Thì cái này là cái đúng là sự thật là vậy hả? Hộp vịt lộn nè, hộp vịt lộn với phổi á, mấy bạn thú cưng á, màu nước nhìn đẹp hơn. Ăn vào á rất là sáng lòng. Rồi giờ mình sẽ ăn tới cái này đó, cứ liên tục thay qua đổi lại vậy cả nhà chứ nó nóng lắm. Ồ, cái này có bạc hà, còn cái này là kèo nèo nè. Hai cái loại này thì ăn cùng với cái lẩu Thái á, rất là ngon. Có bông, ê thanh niên cưa nè, có được rồi. Cho miếng bông bí, bông bông bí vào review. Bông bí vàng trước nhà ai à, cay rồi đó. Ăn cái này khác hẳn luôn, trong đây nó không có cay mà bên đây. Cái nãy có cái nào sạch tới không thanh niên? Cái nãy mà bỏ lên đầu á. Không à, nó tỏa phi á. Cái này là bên đây mà. Đây cả nhà, cái dãy bàn này nó xanh ghê luôn cả nhà. Chưa ai ngồi hết. Nói chứ lâu lâu mình quay thôi. Gì? Thôi là mình quay những cái cảnh quan thôi. Đâu, cái dãy bàn mà. Chứ giờ cái khung cảnh mình ngồi đây thì mình đã edit ban đầu rồi. Mình chọn cái khung này mình cứ đặt máy thôi. Kiểu như mình edit trên clip, mình bảo Linh Lộc edit lúc đến quay. Đã lúc Vinh Hùng đi phỏng vấn là mình đã chọn chỗ rồi cả nhà. Để chọn cho cả nhà có cái góc quay nó thoải mái nhất á. Mình cũng đỡ làm phiền ai. Có người ta tự va vào mình thôi chứ mình cũng ấy chết tiếng lên sao. Lo tập trung quá, quên rồi. Cho tới mà. Tiếp. Tuy là mình múc ra trước nữa nha, nhưng mà lẩu Thái này vẫn còn rất nóng. Đây. Với con tôm thôi. Tôm ở đây thì không quá to, cũng vừa. Chấm. Đổ ở đây lắp một hộp nước sau. Lộc ơi, cái nồi này sắp hết rồi nha. Wow. Ôi bò kìa. Ôi anh, cái này nó có cái này là cái gì ta? Đó không? Cá viên hả? Giống cá viên quá, không biết phải không? Cá viên á. Giờ mình vét hết rồi. Kiểu như mình giống như mình đi đánh nhau quá cả nhà. Ví dụ mình gặp hai người đi, thì hồi nhỏ mình hay dùng chiến thuật gì anh Lộc biết không? Thằng nào nhỏ mình đánh trước. Thằng nào bự đánh trước chứ. À, thằng nào bự mình đánh vằn mặt á, để thằng nhỏ sợ đúng không? Không, mình đánh bự xỉu luôn. Xong rồi thằng nhỏ là lúc đó là Teo buri. Xúc bình xăng con. Là bắt thằng nhỏ xúc bình xăng con luôn. Gì? Đấy là nhỏ quéo luôn á. Trời ơi. Bao tử đây nấu vừa tới. Không bị dai. Nhưng mà em thấy trong đây rau củ cũng nhiều lửa rồi. Phải. Thế thiệt. Nên cái tường ở đó đâu có chét sơn gì đâu không? Ngày nào cũng pha lửa như vậy mà. Ôi, trong cái này có xoài nữa nha ơi. À, xoài. Nên tới thưởng thức đi. Đó. Đây, cá. Cá đây thịt cũng tươi lắm nha ơi. Kiểu con này mập quá. Bên trong nó còn có mỡ nữa. Mà cá hú quá là phải có mỡ ăn mới ngon. Món cá hú này mình kho á cả nhà, ăn bá cháy luôn. Bá cháy không bò cháy. Tại sao lại có cái món lẩu cù lao? Tại sao lại có cái nồi này? Anh Lộc chắc biết rồi. Biết. Biết thì nói đi. Hồi xưa á cả nhà, là bếp ga, bếp điện này kia chưa có thịnh mà. Người ta thường xài bếp than. Nhưng mà xài bếp than nó có một cái trở ngại là khi mình ăn những món lẩu, ăn những cái món nước á, để giữ cho cái độ nóng của nó, không lẽ mình xuống bếp mình ngồi hoài. Xuống bếp mình ngồi mình nhúng bếp củi mình ngồi thì có những người ta thiết kế ra cái này để có thể mình dùng than và để đặt trên bàn ăn, đặt trong các bữa liên hoan gia đình để ăn những cái món lẩu. Và cái tên cù lao thì mình nghĩ là ở phần giữa cả nhà, xung quanh nó sẽ là nước, ở giữa nó giống như là một cái cù lao vậy á, nó mô phỏng cái bên ngoài miền Tây á, hay có những cái đồi đó. Xung quanh nó có cái nước giống vậy nè. Thì đó là một trong những cái đây là một mà để có cái tên đó. Thân thương, thân quen. Này nó, nếu không thích gọi là lẩu cù lao thì mình gọi là lẩu ống khói. Cái này nó giống ống khói cả nhà. Gọi là lẩu chim nay. Gì? Lẩu gì? Lẩu chim nay.
chim này là gì? Ống khói. Chim này tiếng Anh là ống khói. À. Em biết anh không biết tiếng Anh nên em hù anh á. Anh đi nghe chim hết hồn liền. Anh nghe là chim đây. Phải hỏi là liền cái gì liền. Ôi, cá giờ nó mặn hết rồi. Tắm nước mắm rồi đó thành liền. Ở đây được một cái là mấy bạn phục vụ rất là nhanh. Nhiều bạn mà kiểu như là biết việc á cả nhà. Bạn này nếu mà không rảnh á thì những bạn khác á, khu vực kế bên á có thể chạy qua để hỗ trợ. Hay lắm các bạn. Các bạn hãy ráng phát huy như vậy nha. Chứ đừng càn ăn nhau. Đúng rồi. Đây, mình bỏ vô mình nấu lại nha cả nhà. Hồi nãy nó còn nước á, nó còn nấu được con cá, giờ nó nước nó vơi đi nè. Tiếp nào. Hết nha. Anh Lộc thấy hôm nay em ăn sao? Gì? Anh thấy hôm nay em ăn sao? Nhanh. Nhanh đúng không? Nhanh nhưng mà rất là hấp dẫn. Thật ra em cũng gồng á. Tại vì nó nóng á anh. Em cũng phải gồng. Để mốt bên đây. Không sao Hùng ơi. Không cần phải gồng đâu. Tại sao? Tại vì ở đây mát quá. Mình hãy thả lỏng đi. Để tận hưởng cái hơi mát đó. Cái hơi mát nó luồn ra như một cơn gió. Lâu mang lâu tới quá. Những cái ước vọng màu hồng. Ước vọng màu hồng. Khiến cho con người mình nó trở nên bồng bồng, bình bình. Hay á. Rồi qua tới lẩu Thái. Liên tục luôn. Thanh niên ơi. Gần hết rồi cả nhà ơi. Hết tàn thang luôn rồi nè. Lên thang mới không? Thôi được rồi, anh nóng quá sao ăn. Gì? Lên thang mới ăn lẩu mắm. À, anh Niên cũng không tốt lành gì. Hết rồi anh Lộc. Ok. Nước này lát mình sẽ húp nè. Đừng rớt thang vô nha. Quét hết luôn cả nhà. Đấy, rộng rãi liền. Đấy, cái này dễ đổ hơn bên Nhân Ích nè. Bên Nhân Ích anh đổ và nó rớt thang nè, này không có rớt nha. Mình cứ sợ thanh niên đổ rớt một thang nữa kén. Thanh niên sẽ biểu diễn màn nút thang giống như tài xiếc vậy. Không, em không cao siêu được vậy đâu. Nhưng mà em sẽ đỡ phải ăn. Ý là lỡ rớt thang rồi đổ luôn cái chén nước đó hả? Nó đúng còn nó to. Chết. Không có thương. Rồi. Do này buổi tối anh Lộc nên em ăn được nhiều quá. Nhưng mà ăn tới giờ thì cũng thấy thấm rồi nữa nha. Thấm chứ. Phổi à. Ăn luôn. Bỏ nhiều quá mấy bạn cũng nói á. Ăn luôn. Món phở đó thật ra rất là khó ăn. Nhưng mà do nhà mình bán thôi nha. Trên mình ăn sẽ dễ hơn người bình thường. Chứ thật ra nó cũng khó ăn lắm. Hết. Trời ơi. Giờ Lộc lấy cái miếng bò dán vô đây nè. Cháy xèo 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 luôn đã. Rồi, còn cái này nữa thôi. Giờ mình qua tới cái này. Ê, chết bà. Nãy quên bỏ bún. Thôi kệ không sao, để lướt sau. Thấy bún gì? Không? Bún gì? Bún này nè. À, hết rồi mà. Còn mà. Còn xíu nữa gì? Cho vào để ăn cùng nữa. Sao đâu em. Gần hết nước chưa? Tiêu cả. Rồi hết nha. Ok. No. No chứ, hai nồi.
Wow, hôm nay được ăn lẩu cù lao, phải nói là quá xa đã rồi. Anh Niên nói quá xa đã nhưng mình thấy cái mặt anh Niên rất là bê rồi đó nha. Giống như mình đang mới hút lá đu đủ rồi. Đu đủ, lưng anh đâu? Ngồi sao? Không, lưng anh có cây đu đủ thiệt. Hết. Đẹp lắm. Cái này còn nóng quá ta. Chắc cho em nghỉ mệt xíu thôi. Cái này nóng quá. Rồi, chuyển đi. Chuyển nha. Hết. Tiêu. Rồi trong đây mà anh vẫn nghe văng vẳng ở đâu đó tiếng hú nha. Đó, tôi nghe không? Đó. Đó, nghe kỹ hơn rồi đó. Ghê thiệt. Hai nồi lẩu quá dữ. A few moments later. Hai nồi cả nhà. Mới đầu mình đến á, phải nồi rồi Hùng ơi. Mình thấy cái nồi kìa, kiểu như nó rộng mà nó cũng sâu quá, mà kiểu nó không phải là nó xéo nha cả nhà, kiểu mà nó vậy nè. Đó. Thì mình nghĩ là cũng chứa được nhiều nước. Mình tính ăn một nồi thôi cả nhà. Nhưng mà cũng may là có người anh của ta lúc nào cũng thăm ngàn. Ơ lộn, lúc nào cũng động viên. Cho nên mình đã làm liều và ăn thử hai nồi lẩu. Thật ra là mình bỏ bớt 1/4 cả nhà. Chứ nếu mà mình ăn thêm 1/4 mình thì chắc không hết đâu. Vì có số lượng lẩu quá nhiều. Đồ ăn nữa. Số lượng topping nhiều ghê. Thì cái không gian á, cả nhà vào là cả nhà cũng đã thấy rồi. Tuy là đông như vậy á, nhưng mà ngồi rất là tách biệt. Rồi còn về cái món ăn ở đây thì có 3 loại lẩu chính. Đầu tiên phải nói đến là lẩu cù lao. Thì lẩu cù lao, lẩu Thái á, thì mình thích ăn lẩu cù lao hơn. Tại vì cái lẩu cù lao á là mình ít khi ăn. Còn cái lẩu Thái này thường mình hay gặp lắm cả nhà. Như lẩu cá cũng là cái vị nước cũng chua chua như lẩu Thái nè. Còn một loại lẩu nữa là lẩu mắm. Thì hôm nay do mình không thích nước nên mình không gọi món đó, nhưng mình nghĩ lẩu mắm nó cũng ngon lắm. Còn về đồ ăn thì nói về lẩu Thái á là nó sẽ họ sẽ nấu cùng với cá trước, rồi có thêm một cái dĩa đồ ăn ở ngoài nữa. Ở đây nếu muốn cả nhà có thể gọi thêm. Về cái nồi lẩu cù lao này thì quá là đặc biệt, vì cái vị nước lẩu á cảm giác như nó ngọt lắm cả nhà, tại vì nấu từ rau củ là nhiều, cà rốt nè, bắp cải nè, nói chung là rất là nhiều loại rau. Và một cái mình thích ở cái lẩu cù lao này nữa đó là cái tỏi, cái vị tỏi rất là nhiều ở trong đây. Khi mà mình ăn đến khúc sau á, nó sẽ mềm mềm, hút vào á, cắn những cái miếng mềm nó dính vào răng của mình và nó cứ vương vấn mãi không thôi. Nó làm cho mùi thơm của tỏi á, nó cứ phát ra trong miệng mình. Em là làm em nhớ tới ai? Nhớ tới Lộc Hẹ á. Anh Cường Mãi Đỉnh. Đó, toàn những món sang không? Nhưng mà có món phổi thì mình không thích lắm. Đó. Rồi. Nói chung một phần 159.000 và thêm một bún cũng như là rau nữa nha cả nhà. Rau ở đây tươi lắm, còn đây nữa nè, nhưng mà mình ăn đâu có hết được đâu. Đó, mấy cái này mình ăn cùng khi mà hai bạn mình gọng ngồi, mình 159.000 ra. Đó, được thì mình có thể gọi thêm một dĩa bún để ăn cho no và một dĩa gỏi. Cái này thì chắc là hai bạn ăn tầm 200.000 thôi là ngon. Em có dịp ở nhà ghé chạy thử nha. Trời, clip mình chưa quay, quán nó đông rồi. Nếu mình quay xong á, các fan của Fanny Hùng và Bò Sư Lộc á kéo đến ăn nữa thì trời ơi chắc full bàn luôn quá. Full luôn. Thì anh em mình có cái fanpage trên Facebook, nếu mọi người yêu mến nhưng muốn cập nhật các sự kiện Mi Game Event thì hãy like và theo dõi fanpage để ủng hộ kênh mình nha. Mọi link mình sẽ để ở phần mô tả. Mọi người hãy đăng ký luôn cho kênh Fanny Hùng Vlog và kênh YouTube của Bỏ Sư Lộc. Đừng quên TikTok của anh em mình là Fanny Hùng 116 và Bỏ Sư Lộc, và hai TikTok ngắn là Fanny Hùng Bỏ Sư Lộc và Bỏ Sư Lộc Fanny Hùng. Trong thời gian sắp tới như các bạn có bất cứ thách nào thì hãy để lại một cái comment, mình sẽ xem xét và đưa những bình luận của hấp dẫn để làm biết chỗ này cũng thức nha. Ok, xin chào các bạn.